Trời ơi, thiên địa ơi, quỷ thần ơi, tới bây giờ mà còn đắp mền ngủ ông ơi. Bó tay tự bữa nay tự biết kéo mền đắp luôn. Kéo đắp vô cái nôi không được rồi, nhảy ra ngoài kéo đắp luôn. Trời ơi, giờ này mà còn ngủ nữa trời. Ông nội ơi, ngủ gì mà ngủ dữ vậy? Tôi dậy tôi làm bao nhiêu việc rồi, tôi giảng xong rồi mà giờ coi đó, đắp cái mền đó trong nôi đó, nó đắp không được, nó nhảy ra ngoài đắp bệnh ngủ luôn. Trời ơi, thôi quá rồi, quá rồi. Rồi tôi dậy tôi làm bao nhiêu chuyện rồi mà giờ còn nằm ngủ nữa trời. Kéo mền ngủ ngon lành nữa, đắp biết đắp cái đầu cho nó ấm. Quá trớn nè, quá trời quá đất nè, coi đó. Nó không biết kéo vô cái nôi nó, cái nó nhảy ra ngoài nó chơi vậy đó, thấy chưa? Trời ơi cô, sáng tôi dậy tôi tưới đồ cô, rồi tôi nấu ăn cô, rồi tôi giảng nữa cô, mà cô ngủ dậy đó, cô ngủ dữ vậy cô hả? Cô ngủ quá trời vậy. Dậy tắm nè, ba bốn bữa rồi không có tắm nè, thấy không? Ngủ ít ít thôi. Ủa dậy đi nè, dậy. Trời đất ơi ông ơi, ông ơi, coi đã ngủ dậy đó mền mùng gì, nó làm banh chành quá lá hẹ, biết khôn mà biết đắp cái đầu cho nó ấm nó, thấy ghê không quý vị? Coi đó thấy không, nó tự kéo cái mền vô cái nôi không được rồi cái nhảy ra ngoài đất luôn, nhảy ra đất nằm vô cái mền, nằm vô cái mền chui đầu vô cái mền. Trời đất ơi, thôi thôi quá trớn rồi, quá trời quá đất rồi, quá trời sang trọng rồi, con nhà giàu rồi, con nhà giàu rồi. Đó, coi lủi đầu vô cái mền vậy đó cho nó ấm đó, mở đầu ra coi đâu rồi, đâu rồi, mở thấy mở cái đầu đâu rồi. Thôi bó tay luôn rồi, bó tay ngủ gì mà tới 9-10 giờ trưa rồi, thôi bó tay rồi, bó tay cc luôn rồi. Đâu rồi cái đầu rồi, thấy cái mỏ không à, cái đầu đâu rồi? Trời ơi thôi quá rồi, trời hơi còn lạnh đó chứ không. Trời ơi biết đắp cái mà, trời ơi trời à, trời lạnh lạnh nó ngủ ấm á chứ bộ, ngủ ấm á chứ bộ, chưa muốn dậy mà sư phụ kêu con dậy. Bởi vậy cô á, cô chơi 2 giờ đêm á, cô kêu tôi mở cửa cho cô đi uống nước, mở cửa cho cô đi đái, rồi cô ngủ tới giờ này á, cô quậy cho tôi ngủ không được rồi giờ cô còn ngủ hao, thấy không? Coi đó, coi đó, bữa nay là nặng ký rồi đó, trời đã nặng ký rồi đó. Giờ làm sao, leo vô nôi đi, muốn ngủ nó tôi đắp mền cho chơi vậy đó, leo vô tôi chỉ cho cách đắp mền. Lấy đâu còn răng, đâu còn răng là cắn chứ bộ, còn răng cắn con kéo vô rồi, con không còn răng mà con già rồi chứ bộ ơi. Ơi coi đó, coi đó, coi đó, coi đó, đó 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 đó, mắc cỡ 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 đó, mắc cỡ 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 đó, mắc cỡ cái đó làm vật vậy đó, phái là vật vậy đó 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 đó, đó. Thôi vô nôi đi, vô nôi đi, vô cái nôi đi cho phụ đắp mền chứ, muốn ngủ nữa không? Giờ này ngủ gì nữa? Thôi đi dậy, đi dậy, đi đi ra giường ở sư phụ ha. Rồi à, thôi vậy bữa nay sư phụ giặt mền mùng cho nè, giặt mền nhặt nâu cho nè, 4-5 bữa nay dơ rồi, quá trời quá đất mà, quá trời quá đất mà. Sư phụ trương, sư phụ cho con ngủ đi, sư phụ ngủ nữa đi sư phụ ơi, con chưa có muốn dậy sư phụ ơi. Đó nên trăng mình cho bóp ghế bóp vai gãi, trời ơi thôi con gái, con gái đứa nằm chẳng hẳn ra. Xíu lại dậy đi, 10 giờ rồi, dậy dậy, quá trời quá đất mà. Dậy đi thay áo nè, dậy đi tắm, tắm mà thay áo nha. Đã dùng đi, dùng đi, dùng
đó dùng cho dòng luôn này đó, nó tự vô nồi nó vậy nè, cái con kéo cái này vô biết không, con lấy cái răng kéo vô, nó kéo vô không được, trời ơi mình cái mền đồ chơi nhiêu đó đó đó, coi đó sung sướng không, ai bằng cc không, ăn thì ăn đồ ăn ngon này nè, ra tắm thì tắm xà bông xịn vậy nè, có gì thấy chưa, xà bông xịn, tắm xà bông xịn, xịt xà bông thơm, xịt dầu thơm đó, coi sướng không đó, ông mình đó đó. Đó đồ dày mà không ăn nè, đồ xịn vậy mà không ăn nè, ăn đồ dày nè, ăn đồ toàn là có chất ăn chất bổ không hả, nó chất trái cây chất sạch đồ sướng không đó, coi đó ăn vậy đó, ăn vậy đó, đồ dày là bỏ nè, nè cái nè đồ dày sao con ăn chê vậy đó, ăn đi sao con chê cứng không có răng cứng chê rồi, thấy không thấy sang không, ăn đồ dày thì ăn, ăn đồ dày thì ăn nè đó, mày là coi như mày là nợ nần mày nhiều đời ạ. Vậy đi nước về không uống đâu, nước về chê hôi mùi mũ, ra uống tầm bậy tầm bạ tao bị đập hoài đi không, đi vậy vậy tắm giặt nồi nè, nay nay sư phụ có khách nè, dơ giấy người ta cười nè, đi 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 con, đi xe xe go 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 đây, sáng rồi trời sáng trưng rồi 10 giờ rồi, go 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 đó, giờ này mà không chịu dậy nữa ha, đi con dậy con, go 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 go, ôi tôi đi, ở đây tôi bỏ tôi đi luôn, ôi cây này đẹp không quý vị thấy đẹp không, quá trời bông trắng tươi luôn thấy không. Bữa nay là có nắng rồi, nó hết lại bắt đầu ấm lại rồi, mấy bữa nay lạnh, trời ơi lạnh mà cây lên không nổi á, quý vị nghĩ làm sao đó. Nắng lên rồi, hôm nay có bướm nè, bên này mà thấy được con bướm là mừng lắm, bướm ơi nó có con bướm trắng, con bướm trắng nay có con bướm trắng đậu trên cải nè đó, thấy chưa, bên này mà thấy được con bướm là tốt lắm đó, trời nó có cái gì coi đó, ở cả tháng là mà nó vậy đó, lên không nổi luôn thấy không, nó lạnh đó, hôm nay hy vọng bắt đầu bữa nay nắng đi, nó không lên nổi luôn mà cả tháng rồi đó quý vị. Đó. Chỉ có cải là lên nổi. Chim cứu ơi, sao ngươi buồn thế chim cứu, sao con buồn vậy hả, con buồn, hoa hồng ra đây, sao cô cũng đi ra, tưởng đâu ở tưởng đâu nằm ngủ luôn chứ, sao đi ra chi vậy hả, ra sư phụ, ra đó sư phụ đi đâu, sư phụ bỏ con sao sư phụ, thấy không, ra đó sư phụ đó, đi ra đường cho tâm sủa cho tâm bán vốn nữa đi ngang.